Trời ơi. I don't have friends. I got family. Làm cái cockmo nhờ, lâu quá không đánh nè. Anh ơi, cái người Casey một mấy tháng thì tối nằm mơ thấy gì ạ? Trời ơi, ông lính cái gì kỳ vậy? Tôi thấy mẹ rồi. Hai chị ngu. Què vậy? Đúng mặt tao mày. Trời ơi. I don't have friends. I got family. Chí thằng đó, bắn cái nữa rồi. Sao mà đánh? Cái game cái gì bực mình đấy nhờ. Chết lại là tao. Mua một nụ cười của Amos the Sika. Cảm ơn Marvel Tony nha em. Quay qua quay lại thằng chết là tao. Chán tà. Má rồi đây làm à? Két, giết luôn, này, gọng luôn, quá ngon. Rồi, ô tôi mới nhìn đồng hồ là 12:30 hả anh em? Sao nhanh vậy? Thế là chúng ta lại sắp xa nhau rồi. Anh em có thể thấy được là nỗi buồn trên gương mặt không hết đang hiện ra. Anh ơi, giveaway nếu có chúng đờ si tăng chữ ký cô anh. Nếu mà các bạn thích thì mod sẽ add cái đó vào. Tại mod ký thêm cho anh em thôi, mod đâu tốt gì đâu. Mình chỉ biết ký một tí thôi mà. Nhưng mà hiện tại á là do tình hình dịch bệnh đang căng thẳng cho nên là mod sẽ làm giveaway. Nhưng vẫn sẽ phải tuân theo cái chỉ thị 16 của chính phủ nha anh em. Chứ không có xếp đồ tầm bậy tầm bạ được nhá. Nếu như mà chơi giveaway mà anh em trúng mà chưa xếp được vì cái chỉ thị 16 á, thì anh em đợi hết dịch rồi chúng ta tiếp nha. Cái này là báo trước á nha. Thôi tới đó nói là dịch về xong làm giveaway chi. Cái đó chịu anh em à, ai biết dịch được. Ôi, cái gì đấy? Vô nè đâu? Mày đi. Nào cô vợ mình luôn á trời. Má của skill nó vậy thì nhung ý của vào tôi đi ta. cái game cay cú này chứ. Trời ơi, người tôi nó ngứa ngay thế nhờ. Chết hoài. Thôi mà không sao, team mình nó mạnh. Tụi nó đâu có đam đấy anh các bạn. Ồ rồi xong rồi. Khá năng kịp rồi.
vô mày giết kia giùm tao cái. Trời ơi, ai đây? Nó không giết tôi vô nè. Công ở đây rồi. Trời cứu mày. Què. Tránh cái dừa, gặp cái dừa. Vô nè rồi còn Ken nữa. Thấy mạng rồi. Chết là hơi căng à. Nó 59 á. Tôi là đam 10. Ok chưa? Thằng gương đam 9 nhưng tao đam 10 mày. Đó mà giỡn được. Trời ơi thằng Yone này, trời đánh mày chết Yone ơi. Tao nói thiệt, trời đánh mày chết. Mày ác, ác gì vừa thôi. Nguyên cái team như vậy đó, lựa cái thằng 49 đè ra nó giết, giết cho bằng được. Trời ơi, anh Ken ơi, em với cô ấy chỉ là bạn thôi mà. Quá trọn vẹn một ngày live, một buổi livestream quá trọn vẹn. Hôm nay vui rồi anh em nhờ, hợp lý quá, hợp tình hợp lý. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha, cảm ơn anh em đã ủng hộ stream ngày hôm nay rất nhiều. Yêu mọi người thế nhờ, đã đến lúc chúng ta phải xa nhau rồi. Mọi người có thể thấy là cái gương mặt của mến nó đang hiện lên một cái nỗi buồn sâu thẳm.